Hello, xin chào các bạn nhá. Mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và trong video này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một cách cày chay hoàn toàn mới nha. Cách cũ thì chúng ta không thể nào mà áp dụng được nữa, do là nó đã bị out meta rồi. Bây giờ thì có rất là nhiều bạn cày khủng khiếp, cho nên nếu như mà áp dụng theo cách cũ ở video trước ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ bị thọt nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách cày chay hoàn toàn mới, và các bạn nào mà nạp tiền thì cũng có thể áp dụng được nha. Và tất nhiên là các bạn sẽ mạnh hơn thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Cái lưu ý đầu tiên đó chính là về cái dòng nha các bạn. Dòng của cái trang bị ấy. Đấy, thì đây này, các bạn nên chơi thứ nhất là choáng, thứ hai là liên kích nha. Bởi vì là nó sẽ rất là liên quan đến cái việc đi vượt ải ở đây. Những con bot đây sau này thì máu nó rất là trâu và đam nó rất là to, hay là đi những cái hoạt động kiểu như là tiên hữu này, rồi thì khiêu chiến tháp. Nếu như chúng ta không có choáng để choáng lại kẻ địch thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà đủ sát thương hoặc không thể nào mà đủ chống chịu, và cái địch nó sẽ dã cho mình gọi là SML luôn. Chính vì vậy mà cứ choáng là ưu tiên. Tiếp theo nữa là liên kích để chúng ta có thể là sở hữu được khả năng đánh cực kỳ nhiều và kết liễu được mục tiêu, có thêm nhiều sát thương hơn nha các bạn ơi. Đấy là về cái dòng nên chơi nha các bạn. Cái lưu ý thứ hai đó chính là về linh thú. Rồi, cái linh thú này bắt đầu là một cái cực kỳ quan trọng này các bạn này. Có những bạn thì build vào ứng long. Đấy, có những bạn thì bảo là thôi, bây giờ thì không thể nào mà build nữa, build nguyên một con ong già. Thì mình chia sẻ với các bạn như thế này để gọi là tổng quan nhất nha. Đầu tiên á, thì đây là tại sao mình lại build cả hai con. Thứ nhất là chọn con cả ứng long, và thứ hai là con ong già. Thì cực kỳ đơn giản thôi. Nếu như ở giai đoạn đầu mà các bạn reset nó cực kỳ là hên, nó ra được con ứng long. Còn mình bỏ qua những con pet đỏ nhé. Pet đỏ thì mình chắc chắn là mình không chơi rồi. Những bạn nông dân không chơi nha. Nạp nhiều, nạp gọi là vô vàn thì mới nên chơi, chứ còn nạp ít thì cũng không nên chơi mấy con pet đỏ. Đó. Còn nếu như bạn là hên hên reset ở trong là 3 lần miễn phí mà ra một con ứng long, thì các bạn hãy bắt một con ứng long duy nhất đấy cho mình nha. Đó, bởi vì sao? Bởi vì với con ứng long này ở giai đoạn đầu chắc chắn là các bạn sẽ đi PK nó cực kỳ là dễ dàng luôn các bạn ạ. Đấy, đi PK nó rất là sướng luôn, khả năng kết liễu mục tiêu của nó rất ổn. Chính vì vậy mà lấy một con ứng long chỉ với 300 cái xu thôi. Và các bạn biết rồi, để kiếm được 300 xu đấy rất là đơn giản. Nếu như các bạn mà bảo ô đầu game thì lấy đâu ra 300 cái đấy, thì cực kỳ là easy luôn. Trong cái phần sự kiện vui mở server như các bạn làm nhiệm vụ một tí thôi, tầm 1-2 tiếng gì đó là chúng ta sẽ có thể đủ điểm. Và trong phần đổi này, như các bạn có thể thấy là mình đã đổi full luôn vào cái ngự linh thạch, là chúng ta sẽ có được 200 cái ngự linh thạch này, kết hợp với cả giai đoạn đầu nó cho thêm khoảng 100 mấy ấy, là mình sẽ đủ sở hữu luôn một con ứng long. Đó, cực cười là easy luôn các bạn ơi. Thì con này sẽ giúp cho mình đi PK vượt ải giai đoạn đầu rất tốt. Đấy, tầm level 5 mấy này đổ lại mình thấy quá ổn áp luôn. Thậm chí là level 70 đổ lại con này vẫn ngon lành, mặc dù nó chỉ có không có sao nào nha. Đấy, nó với 3 dòng thôi. Và tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ all in hết vào con ong già cho mình nha. Ừ, tại sao lại là con ong già? Bởi vì là các bạn biết rồi, mình có một con ác chơi ở server S9 và các bạn top 1 server là chơi con ong già, nên các bạn ôi cực kỳ khỏe luôn. Và về sau này ấy, thì nó sẽ liên quan đến những cái chỉ số phần trăm này các bạn này. Nếu như mà con ong già mà nâng cấp lên được khoảng level 100-200 gì đó thì cái chỉ số đây nó lên tầm 60-70% mà cộng lên nhiều lắm các bạn ạ. Chứ còn nếu như con ứng long này các bạn nuôi, thề với các bạn luôn, nuôi khó vãi cả trưởng luôn. Kể cả là có pet cam nuôi cực kỳ khủng khiếp. Có những bạn mà nuôi đến 5 sao rồi còn bỏ thì các bạn biết rồi đấy, mà các bạn ấy nạp chứ không phải là không nạp nha. Thế thành ra là con này chỉ lấy một con nếu như hên ở giai đoạn đầu thôi, còn nó không không thì thôi, bỏ qua luôn, chơi full với ong già nha các bạn. Ra một em thì lấy một em, còn lại all in vào ong già, như vậy là hợp lý nha. Con này về sau những cái chỉ số phần trăm rất là ngon lành. Và dần dần mình build thêm dòng đây nữa, có những cái chỉ số ngon lành như là liên kích hay là choáng thì thôi, perfect luôn các bạn. Đấy nhá, là về linh thú các bạn lưu ý cái điểm đấy, cập nhật thêm. Tiếp theo nữa là về tinh quái. Trời ơi, tinh quái này thì càng ngày sau cái bản cập nhật mình thấy cái tinh quái đấy nó càng khó các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp một con nữa vào đây này. Đủ level 55 là lắp được 3 con tinh quái. Level 45 là lắp được thêm con tinh quái thứ hai. Đấy, thì các bạn lưu ý vấn đề đó. Thì cái triệu hồi tinh quái này các bạn chỉ xả một chút thôi. Làm sao để đủ được 3 con tinh quái lắp vào đây ở level 55 là dừng lại. Ở ngày đầu tiên các bạn nhá, là các bạn tích hết những cái vé đấy sang ngày thứ 4 hoặc ngày thứ 7 cho mình. Bởi vì là tùy server thì mình sẽ thấy là như server của mình trước đây mình chơi là ngày thứ 4 là nó đã có cái xả cái vé triệu hồi tinh quái này rồi. Và khi mà các bạn xả cái vé triệu hồi tinh quái đấy, các bạn sẽ nhận lại được rất là nhiều phần quà, thậm chí là có những cái sự kiện để đua top luôn các bạn nhé. Thì đua top với các bạn sẽ được nhận thêm những phần thưởng nữa, nó rất là ngon lành nào. Còn nếu như bạn xả trong 3 ngày đầu tiên thì chắc chắn là các bạn sẽ lỗ.
Nếu như các bạn ra tinh quái đỏ thì không sao nhé. Các bạn mà đen mà ra mấy con tinh quái mà thậm chí là kể cả tinh quái vàng thì vẫn là lỗ các bạn ạ. Đấy, tốt nhất là để dành lại sang ngày thứ tư đi. Cố tích sang ngày thứ tư, sau khi đó chúng ta xả thì nó sẽ nhận lại được rất là nhiều phần thưởng, nó giá trị hơn các bạn ạ. Đó là về tinh quái nha các bạn ơi. Lưu ý tiếp theo, lưu ý thứ tư là về tiên hữu. Tiên hữu thì sau khi mà mình đã đầu tư vào mấy con chuột rồi ở server cũ ấy, mình bởi vì là mình cũng test một server là mình cày chay để hướng dẫn các bạn cày chay, còn một server thì mình cũng muốn test để xem là có những sự kiện gì để chia sẻ với các bạn ấy, thì mình thấy là thôi căng lắm các bạn ạ. Để sở hữu được 4 con chuột thì chúng ta cũng phải đầu tư khá cái phần ngọc này vào đây đấy các bạn ạ. Nên là thôi, chúng ta nên all in vào những cái em kiểu như là choáng như Lạc Anh này, phẩm N thôi. Nhưng mà khi mà nó sở hữu được những cái phẩm level cao thì cái tỷ lệ choáng của nó cực kỳ khủng khiếp. Chính vì vậy mà thà chơi con này level 60 là mình đã có 15% choáng rồi. Cộng thêm cái việc là tăng 30 đào tiên rơi ra khi càn quét ải khiêu chiến yêu vương. Đây này, chính là cái ải này các bạn ơi. Những bạn nào tân thủ chưa biết thì là khiêu chiến yêu vương đây nha các bạn. Đó, khi mà khiêu chiến xong thì nó sẽ tăng thêm đào ra cho chúng mình nha. Thì chúng mình kiểu gì nông dân mà, thì nó sẽ bị thiếu thốn đào rất nhiều. Và con đấy nó sẽ cực kỳ hợp lý dành cho những các bạn nông dân luôn. Hay luôn, bây giờ mình thấy em nó hợp lý nha. Còn đâu về con chuột ấy, thì mình nếu như mà thiếu cái gì thì mình sẽ đào cái đấy. Ví dụ như đang trong cái giai đoạn mà mình nâng cấp lên, nhưng mà mình lại thiếu một chút cái đá màu xanh, đấy cái đá này này, để có thể là nâng cấp cây, thì mình có thể dùng chuột để đi lấy cái đá đó, chứ không phải là cứ chuột là auto đi ăn trộm đào nha các bạn. Đó, mình thiếu cái gì thì mình lấy cái đó ở từng giai đoạn nha. Có những giai đoạn mình đang cần cái thuốc như thế này để giảm thời gian thì mình sẽ ưu tiên là reset hoặc là đi vào những nhà các bạn có cái bình thuốc như này để mình lấy. Đấy, còn những giai đoạn mình sẽ thiếu cái này thì không thể nào mình vì thiếu một vài nghìn cái viên đá này mà mình lại đi để nó chờ sang ngày hôm sau thì nó hơi bị dở hơi các bạn nhé. Bởi vì cái thời gian mà nâng cấp cây đây nó sẽ rất là lâu ở thời điểm hiện tại. Nếu như các bạn nâng cấp từ cây 11 lên cây thứ 12 hoặc là từ 10 lên 11 các bạn biết nó sẽ rơi tầm khoảng một ngày hơn 2 ngày cơ các bạn ạ. Đó, nên là cực kỳ khó khăn ở phần đó. Nên là tiên hữu thì các bạn cứ ưu tiên vào phần choáng để đi đánh đấm cho nó dễ cho mình. Và cái thứ hai nữa là chuột thì các bạn chỉ mua 3 con chuột thôi. Còn con chuột thứ tư thì các bạn có thể là đi đào dần dần, lấy thêm cái ngọc lưu ly này, dần dần chúng ta có 600 điểm thì chúng ta sẽ lấy con đấy sau. Và trong cái thời gian chờ đợi được 4 con chuột để mở thêm cái tiên hữu á, tiên hữu hoa tưởng dung này, thì chúng ta cứ chơi vào Lạc Anh là ok. Thêm một cái nữa có thể các bạn chưa biết đâu, các bạn nông dân ấy là ở trong phần phúc địa này mới chơi nhá, thì các bạn tích cực là đi ăn trộm vào thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần là châu tụ bảo này. Đi ăn trộm càng nhiều thì chúng ta mỗi lần ăn trộm là được 5%, tức là chúng ta ăn trộm 20 lần là chúng ta sẽ có 100% và nhận được 1.000 cái tiên ngọc đấy, các bạn lưu ý nhá. Rồi ok, đấy là cái lưu ý thứ tư. Còn cái lưu ý thứ năm cũng cả là cái lưu ý khá là quan trọng, đó chính là về phần vật cưỡi. Vật cưỡi thì các bạn nên mua 3 cái thôi. Ở giai đoạn đầu chắc chắn là các bạn sẽ không có nhiều tiên ngọc. Chính vì vậy mà các bạn chỉ nên mua 3 cái này cho mình này. Thứ nhất là cái kháng choáng này. Rồi bây giờ thì mình sẽ mua luôn. Cái thứ hai đó chính là cái kháng liên kích nha. Đấy. Và cái thứ ba là cái này, đó chính là kháng né. Đấy, 3 cái này là nó phổ biến nhất luôn các bạn ạ. Nên là ở giai đoạn đầu các bạn chỉ cần đầu tư cho mình vào 3 cái vật cưỡi này là chúng ta có thể đi vượt ải ok là rồi các bạn ơi. Đấy, cũng như là đi đánh đấm buffet. Thế các bạn chỉ cần đầu tư như vậy thôi, cực kỳ là đơn giản. Đấy, hiệu quả ở giai đoạn đầu nhá. Thì đây là cái cách cày chay mới nhất luôn. Thế chắc chắn là chưa ai chia sẻ cho các bạn đâu. Thì các bạn đừng quên là ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin nút like để ủng hộ mình nhá. Mình sẽ tích cực ra thêm nhiều video hay chia sẻ cho các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.